Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay thì mời quý vị khán giả tiếp tục theo chân Coleman để khám phá những quán ngon khắp mọi vùng miền đất nước. Và mình đang có mặt ở tại Tây Ninh. Đây là trung tâm thành phố Tây Ninh. Đường này là đường Nguyễn Đình Chiểu, số 67 Nguyễn Đình Chiểu. Có một cái quán cơm tấm mà mình được cũng có một số bạn khán giả cũng giới thiệu cho mình, xong rồi gửi cho mình cái hình. Ở đây mình tới đây mình thấy là có quán ngồi mà ngồi vừa ngồi dưới vỉa hè mà ngồi dưới đất không mà đông lắm luôn. Rồi để xem. Và đặc biệt là cái quán này là cơm. Đây là quán cơm tấm, mà một trong những quán cơm tấm không khói. Lý do là thường mình đi mấy quán cơm tấm mà quán nào mình cũng thấy khói bốc nghi ngút, là vì họ có thịt nướng, có sườn nướng, còn đây mình thấy không thấy có khói. Ồ, ở đây mình đâu có bán sườn phải không? Dạ không, không sườn. Ồ, không có sườn, không sườn, không trứng luôn. Ồ, chỉ có bán bì chả thôi. Ồ, và cái bì chả đây cũng rất là khác nha. Ồ, cái bì chả, cái chả bình thường mình thấy là sẽ có cái lớp vàng ở trên đúng không? Ồ, bì kìa. Đã chưa? Dòng lên đây hả? Phải vô cận cảnh mới thấy cái bì nó ngon như thế nào, và chả cũng rất là đặc biệt. Đó, cái chả mà thông thường thì cái chả ở nhà mình là người ta hay làm cái chả dày, ở trên có phủ cái lớp trứng màu vàng. Còn đây chả chả, một cái lớp chả, cái khay chả mỏng mỏng mỏng, mình thấy có mấy khay luôn. Đó. Sáng như là bán mấy khay chả vậy em? Khoảng 12, 13 khay chả. Rồi tới của chuyện của anh nè. Mở cái ra luôn con. Rồi kế bên có cái nồi nước lèo nữa. À, có luôn bánh canh. Rồi thấy. Là có cơm thêm nha. Rồi. Ủa cái nó vàng là bằng đầu. Rồi nghe. Rồi cho một dĩa bì chả đi. Trời, cái bì của bì nó sao nó nhuyễn quá vậy ta, giống như chà bông á. Với anh xong rồi tới con của anh chưa hai rồi. Dĩa này chắc 30 ngàn quá. 25 ngàn hả? Trời. Mua về thì 30 có cái. Ồ, 25 ngàn dĩa hả? Bình dân quá vậy. Rồi cho anh một dĩa nha, ít cơm hay nha. Ít cơm mà cho thêm chả, cho double chả, double thêm bì. Ồ, ở đây là ăn kèm, như ăn kèm với bánh canh luôn á. Còn đầu một dĩa áo đen á. Ồ, cầm những cái tô súp bánh canh luôn nè, độc đáo chưa? Túc nhà bà ba. Ngoài bàn có ớt không ta? Rồi thôi cho coi gì canh dĩa anh đi, anh múc ớt đi. Nó ớt nhiều lắm. Ít cơm thôi nha, ít cơm thôi. Chả, cái miếng chả lần đầu tiên mới thấy luôn á, chả nhỏ mỏng mỏng ngay quá ta. Bỏ. Ừ, đứng ngay bên đó.
đổ tiền. Con bị mang cảo đó. Vậy đó, cho nó món không này của anh Tao ở đây á. Dĩa bé em không có trả nha anh. Rồi rồi, chờ em xíu tới em làm liền. Em quận xong rồi tới hai chị đó đó. Có cái bàn cao đó. Ừ. Anh không biết nữa, em hỏi. Ừ, hai cho con. Đó, kèm lớn này chính ơi. Bạn nó chắc không ăn đâu, chắc vô luôn nước thôi. Nó đùa chứ bạn nó không biết ăn gì luôn. Anh ngồi bàn thấp đi. Kiếm cái bàn thấp mình ngồi. Rồi tới quanh theo. Rồi làm cho rồi, cho anh một dĩa ít cơm. Đắp bồ chè. Hai chị này chưa? Ồ, cái khay giả lên mới nè. Dạ, đây mình bán được mấy giờ rồi ha? 6 giờ bán tới 10 giờ không? 9 giờ. Ồ, 9 giờ. Ủa, không được 9 giờ. Giờ 8 giờ rồi. Ôi, ôi đã quá, topping dữ rồi, thơm quá thơm luôn. Ôi ôi á. Xỉu xỉu. Cái ăn miếng. Trời ơi, cái ăn chỉ đi. Trời ơi, topping dữ. Đó là của anh đã bỏ lên đẹp. À, của anh hả? À, ok. Có ớt anh nhiều. Của anh hả? Đây, ớt hả? À, nhìn nổi da gà không? Ớn. Ớn hả? Yeah. Rồi, có hai chị gái, hai chị gái. Hai chị nghe thùng có cái ớt nhiều. Có hai dĩa, hai mấy con đây nè. Ớt cay chín, có một cái ớt cay, chín bỏ ớt thêm nữa. Tội có cân rồi, có bánh canh nè, à, có được rồi, có bừng luôn để bừng luôn, ô, bánh canh nè, rồi, cho thêm miếng ớt rồi, thêm miếng hành đi bên lại, rồi xong, bên mặt nó còn ba dĩa nữa nha, nè, con lấy tô lớn này đi, cái tô nhiều hả? Rồi, ưu tiên tôi nhiều nữa. À, mẹ nè. Đó. Rồi, rồi, em lấy cái bàn. À, kiếm cái bàn ngồi ở đây. Đi. Tướng này hả con? À đúng rồi, tướng này. Rồi. Ủa không có gọi ăn hả? Rồi đây, trời ơi. Chụp phải xin phép chụp một tấm nha bà con ơi. Giận quá. Ôi, bạn nào giới thiệu cho tôi cái quán này đỉnh quá trời. Trang trí chút xíu để chụp hình cho nó đẹp nha bà con. À, đặc biệt cái quán cơm tấm này cũng khác với cả những cái chỗ cơm tấm khác là những cái chỗ khác là có muỗng có nĩa, con này chỉ ăn muỗng thôi.
không cần phải sử dụng túi nĩa. Rồi. Mình nhìn thèm quá chịu không nổi luôn đó. Rồi. Rất đặc biệt, đúng là cơm tấm ở mỗi vùng miền. Cơm tấm ở Long Xuyên là coi như là thủ phủ cơm tấm này. Nó có cái kiểu khác. Đó, cơm tấm ở Sài Gòn kiểu khác. Cơm tấm ở miền Trung kiểu khác. Cơm tấm Tây Ninh đây lần đầu tiên mình ăn một cái quán cơm tấm cũng rất là thú vị luôn. Còn cái bì này nó giống như là cái giống như gà xé chứ không có giống thằng giống không giống cái bì của mình nha. Cảm giác như gà xé. Cái vị nước mắm này cũng hơi khác nè. Mình nếm thử. Thông thường những cái vị nước mắm khác nó hơi ngọt ngọt. Mắm này nó chua. Chua chua mặn mặn. Những cái trứng. Chả cũng khác nữa. Đây, cũng chả rồi, không thấy mình đâu quá không? Rất là thơm, thịt heo nhồi rất là thơm luôn. Giống như gà xé phải bì hả? Thịt heo. Thịt heo xé hả? Giống gà xé vậy. Là không có da heo nhiều nha. Đó. Thịt là thịt nạc xé. Cho nên mình ăn mình có cảm giác là mình tưởng là nó giống như là thịt gà chứ không phải. Độc đáo thiệt. Bên kia đứng núi này trong núi nọ là thấy bên kia thấy nó cùng tấm bì này thấy vẫn ngon. Hồi trước cho hào làm dĩa đi chứ không làm lâu lắm á. Một con nữa anh. Làm buổi sáng ngồi dưới hè để nó mát. Cái nắng của miền của Tây Ninh là không thua kém như cái nắng miền ta miền Trung đó. Được có cái muỗng cái đĩa chỉ có một mái chèo thôi, một mái chèo chèo đựng rất ngon lành. Thôi, trời ơi.
cái chén này thay vì là chén súp. Ở một số nơi người ta hay ăn kèm với súp thì ở đây là kèm với bánh canh luôn. Thú vị không? Đỡ khô. Cũng ngon luôn. Về Tây Ninh thì làm cái hộp 30 ngàn của anh gái nãy đi nghe. Anh đang dĩa lên anh. Dạ. Đó. Một dĩa nữa rồi. Về Tây Ninh thì game bánh tráng, bánh canh là đi đâu cũng thấy hết, chỗ quán nào cũng ngon, mỗi quán ngon kiểu. Nhưng mà đúng là vì mỗi quán cơm tấm mà xuất khách thì không phải dễ. Hôm nay mình cũng may mắn mình tìm được quán, phát hiện ra cái quán này ăn rất đặc biệt, chỉ có bán cơm tấm, chỉ có bán bì chả, mà bì cũng lạ, mà chả cũng lạ. Ở số 67 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, thành phố Tây Ninh. Thêm một quán ngon nữa Tây Ninh, bà con bác ở giờ thành phố Tây Ninh đi chùa chiền hay mình đi công chuyện gì đó ha. Đó, thành cơm tấm buổi sáng ra đây, bán từ 6 giờ tới 9 giờ sáng rồi. Nhanh lắm. Rồi, xin chào tạm biệt bà con nha.